Chúng ta bước sang phần 5, phần cuối cùng. Chúng ta bước vào cách nẹp cước. Một số bạn đã làm mũ và biết cách nẹp rồi, nhưng ở đây một số bạn vẫn chưa biết nẹp, nên là mình sẽ phải hướng dẫn cho các bạn thêm. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình cước nẹp này. Cước thì có cỡ to, cỡ nhỏ. Các bạn sử dụng, nghĩa là cước càng to thì càng khỏe mũ và được chắc cái vành hơn. Đấy. Các bạn đặt cước cho mình như sau. Cước để thừa chừng 5 cm nhé. Đặt xuống phía dưới. Đặt xuống phía dưới này, thừa chừng 5 cm. Đây, các bạn cùng nhìn thấy nhé. Chúng ta bắt đầu móc này. Móc mỗi chân một mũi móc đơn như bình thường, chúng ta kẹp nó vào như thế này. Đấy. Móc. Các bạn móc mỗi chân một mũi móc đơn. Đối với tất cả các phần nẹp cước, các bạn đều móc cho mình mũi móc đơn cho nó khỏe, trừ khi các bạn gặp các cái vành họa tiết như vành sò hoặc vành lật thì chúng ta phải móc theo họa tiết thôi. Đây, các bạn cùng nhìn thấy nhé, đây cái nẹp này. Đối với phần vành này, nó là cái dáng vành có nghĩa là phẳng, hơi hơi cong gợn ở mép ngoài cùng. Đây, các bạn nhìn thấy, chúng ta chỉ xoa miết nhẹ thôi nhé, không được phẳng ra đấy. Sau đó các bạn móc tiếp tục cho mình mỗi chân vẫn là một mũi móc đơn. Chúng ta móc thì được khoảng một đoạn thì lại phải nắn chỉnh một lần để cho cái phần vành chúng ta nó được mượt đẹp hơn. Đối với vành phẳng, các bạn phải đặt xuống dưới sàn hoặc là dưới cái mặt phẳng ấy, các bạn xoa miết thật mạnh để cho cái phần vành của chúng ta nó được phẳng. Nhưng cái phần cước các bạn không nên vuốt quá, bởi vì nó sẽ bị rủ cái vành. Đây đây nhá, các bạn nhớ nhá, nhẹ này, đẩy nhẹ này thôi nhá, đẩy cho miết được cho nó phẳng thôi. Và cái hình cong như này không được vuốt thẳng như thế này, thì vì nó sẽ ven ra cái vành phẳng đấy. Thì các bạn chỉ được xoa miết nhẹ nhàng cái phần này này để cho nó đứng cái form này thôi đấy. Thì đó là cách nẹp cước của cái phần vành dáng phẳng 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 này, gợn hơi cong ở mép ngoài cùng. Thì các bạn móc cho mình tương tự như vậy, cứ được một đoạn thì các bạn lại vuốt cho mình nhỏ như thế này đấy, thì nó sẽ đều, chứ không thể móc xong chúng ta mới vuốt như thế, nó sẽ không được chuẩn được cái vành đâu nhé. Nhớ là cái cước này này phải để thừa ra để chúng ta sau này nối kết thúc cái phần dấu cước, nó tương đối là phức tạp vì là nó sẽ bị gồ lên. Thì cái phần còn lại các bạn sẽ móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng. Các bạn móc cho mình đến cái điểm mà chừa đây này, đến cái điểm này nhá. Đấy. Đi đến phần cuối hàng thì các bạn nhìn thấy ở cái đoạn này mình nói các bạn chừa ra đến đúng cái điểm này nhá. Sau đó các bạn nhìn thấy này, đây này, vuốt và miết để sao cho ra cái dáng mũ đây này. Các bạn nhìn này, nó phẳng ở đây nhưng nó chỉ cong một xíu ở bên mép ngoài này thôi đi nhá. Đi đến đây này, các bạn dùng kéo to để chúng ta cắt cái phần cước thừa. Các bạn cắt đây, chạm đến cái điểm bắt đầu chúng ta móc của bên đây. Nhìn thấy đấy. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn cách nẹp cái chỗ phần cuối cùng này. Đối với các bạn mà không có cái kẽm nhỏ ấy, thì các bạn cứ thế chạm chập vào đây, móc xung quanh theo. Sau đó đến điểm cuối, kết thúc các bạn giấu sợi và quấn xung quanh để cho nó ôm sát được cái vị trí cuối cùng này, để cước chúng ta không bị tuột ra. Còn ở đây mình sẽ có một cái ít kẽm này. Các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn để chúng ta sẽ quấn quanh nó. Đây. Các bạn luồn xung quanh thôi, để buộc, mục đích buộc nó vào cho nó chắc hơn. Cái kẽm này thì được các cái cửa hàng mà bán hoa, hoa giả, hoa giấy, hoặc các cái shop online bán hoa mai, hoa đào ấy, thì họ đều có, các bạn tìm mua nhé. Đấy. Thì các bạn cứ quấn quanh xung quanh ở cái phần cước thừa này này, để cho nó chặt hơn. Rít thật chặt vào. Các bạn quấn sao cho nó đều khắp. Rít thật chặt vào.
đi đến cái điểm cuối này này. Đấy, các bạn bẻ sao cho nó đi đến hết cái điểm cuối này nhá. Đấy, và bấm cho nó gọn vào đây. Đây các bạn nhìn thấy chúng ta nó đã bo tròn ở xung quanh cái điểm này rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái móc móc bình thường móc qua cái chỗ này đi, nó sẽ hơi gồ lên một chút, nhưng mà như thế thì nó mới không bị tuột cước. Còn các bạn mà để cho hai cái đầu nó chờm gặp nhau thì sau này các bạn sẽ nó bị một đoạn rất là xa, nó tuột dần và sau này chúng ta sẽ bị mất cước vì nó nhô hai cái đầu ra. Các bạn móc chặt tay cho mình nhé. Cái phần đầu thừa này mà không quấn được hết ấy, các bạn này kéo cắt bỏ nó đi. Đấy, các bạn móc qua nó đi. Nó không thể nào nó phẳng đẹp được do là chúng ta đã kết cấu cái mũi móc nó bằng cái mũi có nghĩa là xoắn ốc ấy, thì là nó không có cái điểm kết thúc của một vòng, do vậy là chúng ta không có đường nhấp nhô xung quanh, nhưng khi kết thúc nó sẽ bị gập gồ. Đi đến cuối này này thì các bạn cắt sợi dài dài ra cho mình một đoạn chừng 30 cm. Sau đó này chúng ta sẽ lấy kim khâu sợi này, bạn giấu cho mình cái phần cuối cùng. Kim khâu sợi loại to ấy. Đây nhá, các bạn đi vào cái này, siết thật chặt này. Sau đó dùng kim này, đây, siết xuống này. Chỗ nào mà bị có nghĩa là bị hụt đi thì các bạn đi nhiều lần chỗ đó. Cái điểm đầu và điểm cuối này này thì chúng ta cần phải đi thật chặt, chặt để cho nó không bị tuột đầu. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, đây nó đã rất là chặt rồi đây, giấu như thế này. Đấy, chỗ nào cần chỉnh thì chúng ta lại chỉnh tiếp. Điểm nào nhấp nhô ấy. Đây, sau đó các bạn giấu sợi đi, giấu sợi lại ở các cái điểm này. Chúng ta đi qua đây cho nó chắc cái sợi. Thì đây đang là cái phần dấu sợi cuối cùng, thì các bạn hoàn thiện cho mình và dấu xa rồi này kéo cắt. Sau đó chúng ta dấu luôn luôn cái phần chóp mũ lúc chúng ta gây cái vòng tròn ma thuật ấy. Thì ở đây là mình đang cái phần hướng dẫn cho các bạn cách nẹp cước dành cho tất cả các mũ. Thì đối với các mũ khác các bạn cũng làm cho mình tương tự y hệt như vậy. Các bạn nhớ chú ý là móc cái chỗ phần này thật chặt tay nhé. Đấy, như vậy mình vừa kết thúc cái phần dấu sợi này. Đấy, các bạn cùng nhìn thấy. Như vậy là cái phần vành mũ của chúng ta nó không bị nhấp nhô nhiều. Đây các bạn nhìn thấy một chút ít thôi. Vì chúng ta móc xoắn ốc thì bao giờ nó cũng bị một cái điểm cuối cùng làm bị nhô ra. Đấy, cuối cùng các bạn chỉnh này, nắn mũ xung quanh để chúng ta ra cái dáng mũ, có nghĩa dáng mũ phẳng này nhưng hơi gợn một chút ít ở bên ngoài, cong lên một chút ít. Dáng mũ này là dành cho cả bé trai và bé gái, thì các bạn chỉ cần đổi màu và cách trang trí là chúng ta sẽ ra được mũ cho hai bé. Ở đây chúng ta là dáng mũ chóp phẳng nồi, đây các bạn nhìn thấy phẳng nhưng mà nó lại nồi ra một chút ít. Và chúng ta cuối cùng cần đo lại cái vòng đầu của bài học ngày hôm nay chúng ta, đó là mũ dành cho vòng đầu 52 đến 53 cm. Và đây các bạn cùng nhìn thấy này, đây 52 cm, đây các bạn cùng nhìn nhé, 52 đến 53 cm. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách nẹp cước và cách giấu cước, chỉnh hình dáng mũ. Phần cuối cùng các bạn sẽ lấy cái đai mũ này để chúng ta trang trí mũ nhá. Bài này chúng ta sẽ sử dụng đai mũ, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn cho vào nhá. Nhớ khi mà chúng ta mà dùng đai mũ ấy, các bạn không được để sát quá khi đội thì cái sợi nó căng ra nó sẽ bị chật. Bởi vậy các bạn để hờ thôi. Đấy, để hờ cho nó thoải mái nhưng không thể để rộng quá. Sau đó vừa đầu
đến đâu thì các bạn cắt thừa cái điểm đầu của điểm ra đến đó. Nếu bạn nào không có cái đục lỗ hoặc là cái phần đinh đán để bấm cho nó vừa kích thước thì các bạn có thể lấy cái kim khâu nhỏ ấy, các bạn luồn các cái mắt họ đã may sẵn cái đường chỉ này này, luồn sang bên này. Đấy, cứ khâu theo các cái đường nếp của họ để chúng ta trang trí xong cái phần mũ nhá. Như vậy đó là cái phần trang trí mũ. Hoặc là các bạn có thể là dùng keo nến thì cũng được, thế nhưng mình nghĩ là da nó sẽ bị bong. Thì các bạn cứ khâu cho mình cho chắc nhé. Như vậy là đó là cái phần trang trí. Đối với các bạn mà không có đai da thì các bạn có thể móc cái phần màu khác, các bạn phối vào và làm giả một cái da cái đai như thế này. Còn đối với các bạn mà móc cho bé gái các mũ màu hồng, màu sáng thì các bạn có thể móc cái nơ bằng các cái màu khác nhau để chúng ta trang trí mũ dành hợp với dáng mũ của bé nhá, bé trai hoặc bé gái. Ở đây mình trang mũ trí mũ kiểu này dành cho bé trai, bé gái đeo vào cũng rất là đẹp, nó khỏe mũ nữa. Như vậy đó là cái phần trang trí. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Mình kết thúc phần 5. Hết.